Chào tất cả các anh chị và các bạn. Một sản phẩm sau khi là em đã build xong tất cả mọi thứ, test và đo đạc thông số nghe âm thanh, thì công đoạn cuối cùng là em kiểm tra lại toàn bộ cái đo đạc. Mình dùng cái một cái máy đo B và một cái máy Tektronix này để đo cái 5 tia. Cái này là một dòng máy analog đo rất hay. Trước hết em kiểm tra về cái đầu tiên là phải kiểm tra về phần giải tần của nó. Thì đây là cái giải tần đấy, phát tín hiệu ở trong DAC nhận tín hiệu PCM96 này, volume để 56. Thì quan sát kết quả đo đạc thì chúng ta sẽ thấy là cái giải tần được đo từ 5 hạt đến 50 kg. Thì nhìn chúng ta quan tâm lớn nhất là tầm từ 10 hạt này đến 20 kg. Về cái dây tần này có thể làm phẳng đến 20 kg hoặc 50 kg, phẳng đét thẳng độ dốc xuống. Tuy nhiên theo yêu cầu mà cái âm thanh đưa ra tầm 20 kg đổ lại, nên là em lựa chọn cái một cách thiết kế cân bằng cái dây tần ở tầm 20 hạt, 20 kg. Vì cái giải tần này nó rất giống với giải tần của cái con chip AD1865 sau khi đo. Thậm chí con AD1865 thì nó còn cắt ngắn hơn và dốc hơn. Con AD1865 thì nó được mệnh danh là cái âm thanh trung thực mộc mạc, bởi vì trong chip đấy được thiết kế theo cái dạng R2R 18 bit. Thì ở đây thì con DAC này thì cũng một cái dạng tương tự, nhưng mà nó không phải R2R mà nó sử dụng một con chip chuyển đổi toàn bộ sang DD512. Sau khi chuyển đổi sang thì nó sử dụng một cái bộ lọc, gọi là các con trở và một vài cái chip, cái biến áp để đưa sang analog sang phần IV. Phần IV này thì có mục đích là đưa cái âm thanh nó sẽ có chất của đèn điện tử, bốn đèn điện tử, và âm thanh ngọt ngào hơn qua cái hệ thống tụ xuất âm của Dulan. Chúng ta quan sát thì giải tần trông rất là bằng phẳng, tầm 20 kg bị suy hao 2 dB, 15 kg 1 dB, có nghĩa là con DAC này giọng trung nó sẽ nổi và giải cao sẽ êm dịu, giải trầm rất chi là chắc chắn và sâu, bởi vì tầm dưới 20 kg nó không suy hao một chút, chỉ khoảng không phẩy không mấy. Bị đến 10 kg sinh hao 0,3. Vấn đề thứ hai là em quan tâm là vấn đề là THD. Thì đây THD. Còn DAC này maximum đo nó ra là 2V RMS. Có nghĩa là đạt tiêu chuẩn của một CD. Phần này bao giờ 1 kg nó cũng cao, phần 2 kg. Phần này là xuất hiện cái sóng này thì khi nghe là trung âm nó sẽ hay. Biệt là cái phần phía sau này, dưới 90, 100. Nếu như mà nó không xuất hiện những cái như này thì âm thanh không bị ù, rất trong. Chúng ta đã quan sát, quan tâm là hai cái thông số THD cộng TDN. Tại nó rất nhỏ. Nó là 0,019, 0,0. Gần tương đương với bán dẫn. Cái thông số thứ ba nữa là em phải kiểm tra lại vì con DAC này là DAC 35 nên là phải kiểm tra cái pha, cái này rất quan trọng. Đây là hai cái que đo này và đây là hiển thị hai sóng sin của chúng ta, sẽ quan sát hai cái sóng sin này của hai kênh trái phải hoàn toàn đồng pha nhau. Nếu trường hợp nó ngược pha thì âm thanh nghe rất tệ, không nghe được, nghĩa là lỗi bị thiết kế. Đây em một ví dụ, em chuyển cái này sang pha khác. Chờ chút.
chúng ta để ý hai pha hoàn toàn ngược nhau. Con này đang bản năng đây là pha âm pha dương. Đấy, vừa vừa xong em đã đo đạc xong và kiểm tra cái sản phẩm đến cuối cùng, đến công đoạn cuối cùng. Xin cảm ơn tất cả các anh các chị và các bạn đã theo dõi cái công việc của tôi và theo dõi cái video này. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.